Tối qua 28 tháng 4 tại quảng trường Thoại Ngọc Hầu, ban tổ chức lễ hội dân hóa truyền thống quyền Thoại Sơn tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội dân hóa truyền thống quyền Thoại Sơn lần thứ 22 năm 2023 kỷ niệm 205 năm danh thần Thoại Ngọc Hầu đào kênh Thoại Hà 1818-2023. Với chủ đề Thoại Sơn dùng đất quyền Thoại, chương trình khai mạc có những tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc như Thoại Sơn nhớ mãi ơn người, non nước An Giang, Thoại Sơn mùa hẹn, An Giang quê tôi, bài ca xây dựng nông thôn mới. Tại buổi tổng duyệt các thành viên ban tổ chức đã đóng góp ý kiến liên quan đến kết cấu bố cục chương trình, bố trí sân khấu, hiệu ứng âm thanh ánh sáng và màn hình background cho các tiết mục biểu diễn. Đồng thời đề nghị chỉnh sửa bổ sung một số nội dung về trang phục đạo cụ biểu diễn của các diễn viên và điều chỉnh bổ sung một số nội dung cần thiết để chương trình nghệ thuật phải thực sự đặc sắc, tạo ấn tượng tốt đẹp cho người dân và du khách. Chương trình khai mạc lễ hội dân hóa truyền thống quyện lần thứ 22 năm 2023 kỷ niệm 205 năm dân thần Thoại Ngọc Hầu, Đào Kênh Thoại Hà sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay 29 tháng 4, tức mùng 10 tháng 3 âm lịch tại quảng trường Thoại Ngọc Hầu, thị trấn Núi Sập, quyền Thoại Sơn.